Xin chào, bạn đã quay trở lại với vlog phụ kiện của mình. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi ra cửa hàng của Mobifone để mình thực hiện chuyển đổi qua cái dịch vụ là multi-sim á. Mình vừa mới nghe cách đây 2-3 ngày nên là ngày hôm nay mình quyết định đi trải nghiệm sử dụng thử xem là nó có gì đặc biệt hay là chúng ta có nên mua hay không nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Phải chờ 40 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy tên đâu hết. Tại hiện tại trên bảng kia là còn 30 người nữa đang đợi. Mà bây giờ đã là 16:34 rồi. Thì liệu rằng là mọi người có làm kịp hay không? Của em là phí mua sim là 50 nè, phí đăng ký hơn sim là 75, với lại một sim cùng là 25, tất cả là 200. Mình đã làm xong và muốn sim. Như vậy thì gần 1 tiếng rưỡi mình mới có thể làm xong cái multi sim này. Thực ra cái công đoạn mà ngồi chờ thì khá là lâu, phải nói là phải gần 50 phút luôn ấy. Nhưng mà cái việc mà mình thực hiện cái quá trình làm multi sim thì nó cũng không có lâu lắm, rơi vào khoảng tầm 15-20 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau về nhà để trải nghiệm multi sim này có thực sự hữu dụng hay không nhé. Ok, mình đã về tới văn phòng rồi và bây giờ thì mình đã bị dư mất một cái sim phụ trong cái số Mobi, tại vì mình tính nhầm. Ok, và không biết là tạm thời thì mình sẽ sử dụng một sim chính cùng với 2 sim phụ xem là cái tình hình ban đầu nó như thế nào nhá. Ok, bây giờ thì văn phòng đang khá là ồn tại vì mọi người chơi lập sim. Nên là tạm nên là có thể là ngày mai mình sẽ review một chút xíu về cái multi sim này ha. Ok. Hey, mình đã quay trở lại rồi đây và ngày mai thì mình sẽ nói rõ hơn về cái multi sim của nhà Mobi nhé. Ok, thứ nhất thì cước đăng ký dịch vụ này là 100.000, trong đó 75.000 là cước dịch vụ hàng tháng, còn 25.000 là tiền sim. Còn nếu như bởi vì nó tối đa là 3 sim phụ mà, nên là bạn có thể hoàn toàn đăng ký thêm 2 sim khi mà bạn đóng thêm 50.000 nữa, tương đương với cái việc là mỗi sim phụ sẽ là 25.000. Còn ngày hôm qua mình không có sim Mobi sẵn á, nên là mình mua thêm cái sim Mobi nữa, nên tổng cộng của mình là hết 200.000, trong đó 50.000 là tiền sim Mobi nha. Đến đây thì có nhiều bạn thắc mắc là 75.000 này là cước phí dịch vụ hàng tháng á, là tính cho mỗi sim hay là tổng cả 3 sim. Thực tế thì bạn có sử dụng 1 sim hay 3 sim đi chăng nữa thì cước phí này vẫn là 75.000. Ok, và sau đây thì sẽ là một số lưu ý đối với các sim phụ nhé. Đối với sim phụ thì thực hiện cuộc gọi đi hoàn toàn độc lập với sim chính luôn, nên là bạn hoàn toàn an tâm với cái việc là khi mà mình gọi đi ở một cái sim phụ như thế thì liệu rằng ở sim chính cùng với các sim phụ khác có đồng thời gọi đi hay là không. Đối với các sim phụ thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên bất cứ thiết bị nào có khe thẻ sim nha. Đối với multi sim thì mình cảm thấy là đây là một trong những cái giải pháp mà cực kỳ ok đối với những ai mà đang bán hàng online này hay là làm dịch vụ channel sale á. Một số thôi nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều thiết bị và gọi đi cho nhiều khách hàng của mình để chốt đơn chẳng hạn, đúng không nào?
thì đó là một trong những cái điểm cộng của multi sim. Còn chưa kể là chúng ta hoàn toàn có thể truy cập internet ở những cái sim phụ đó, chỉ là chúng ta không thể nhận được cuộc gọi, không thể gọi cũng như là nhận được các tin nhắn mà thôi. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về câu chuyện multi sim. Thì đây là cái số mobile mới mua nên là không ai biết số của mình hết, nên từ đó đến giờ không ai gọi cho mình. Còn ngày hôm nay mình sẽ nhờ một vài người ở trong văn phòng đây sẽ gọi qua cho mình. Bây giờ mình sẽ ví dụ gọi, mình thử gọi hai sim phụ và hai số điện thoại khác nhau xem như thế nào. Chị ơi, chị đọc số chị đi. Rồi. Mình đã nhấn gọi rồi. Rồi. Cũng gọi đúng không? Vậy là những cái sim phụ này hoàn toàn độc lập với nhau và bạn có thể gọi nhau khác nhau luôn. Wow. Cùng lúc hả? Ghê vậy? Một sim thì gọi một lúc nhé. Một cùng lúc cho hai số. À, giống như mình đi chat chat Facebook xong rồi nói chuyện điện thoại, mình nhớ với nhau thì. Ừ, kiểu vậy. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể gọi độc lập từng sim phụ khác nhau. Một cái mà mình thấy nó tiện dụng nữa đó chính là đối với cái việc mà chúng ta có sim phụ như này đúng không, thì các bạn lắp sim chính vào cái thiết bị mà sử dụng chính của bạn luôn. Ồ, là thiết bị sử dụng chính của bạn luôn. Sau đây sim phụ lắp vào những cái máy cùi cùi này nè, sử dụng ngoài đường, phòng trừng trường hợp mà các bạn bị cướp giật ở ngoài đường, cũng trùng Nokia ném qua ném lại hay là bị cướp giật thì chúng ta cũng là đỡ tiếc nuối hơn đúng không. Sử dụng những cái điện thoại mà có chức năng cơ bản ở đây thì chúng ta chỉ có thể là gọi đi được thôi, cùng với những cái máy này thì chúng ta có thể truy cập được cả mạng internet nữa. Các bạn có thể thấy được ở đây là mình vẫn thực hiện nhắn tin bằng cái sim phụ, qua những số điện thoại khác mình vẫn thực hiện nhắn tin như bình thường luôn. Còn việc nhận tin nhắn thì không nhận được nha mọi người, nhận tin nhắn ở sim phụ ấy. Còn chúng ta hoàn toàn có thể gửi tin nhắn đi ở sim phụ tới những số điện thoại khác. Mobifone nói là chúng ta không thể nhận cũng như là gửi các tin nhắn đi, nhưng theo mình test thử ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi đi tin nhắn được nha. Anh Bách ơi, anh Bách, anh gọi qua số này giúp em đi. Dạ. Chị không quẹo. Sao? Được không anh? Được. Được là 75.000 mà sao mình gọi không được ta? Là sao? Không hiểu. Đây, ba số, đây là sim chính của mình, máy lắp sim chính. Còn đây là hai máy sim phụ. Chúng ta sẽ không nhận được cuộc gọi từ các sim phụ nha. Ở các cái sim phụ thì chúng ta có thể sử dụng internet này, các cái dịch vụ data internet cùng với cái sim chính này. Có nghĩa là sim chính chúng ta đăng ký dịch vụ mạng đúng không? Thì ở những cái thiết bị phụ này thì chúng ta vẫn truy cập mạng cùng với cái tài khoản sim chính của mình. Nói một chút về cái dịch vụ multi sim của nhà Viettel thì nó khá là khác với Mobi. Một cái đó chính là cái dịch vụ mà mình làm thêm sim phụ ấy, một sim phụ. Ví dụ như là một sim phụ thì ở nhà Viettel nó sẽ là cước phí nó sẽ là 150.000, còn đối với nhà Mobi thì là 25.000 một sim phụ thôi. Tuy nhiên thì cái cước phí hàng tháng của nhà Mobi là 75.000 trên tổng số tất cả những cái sim phụ, còn nhà Viettel thì chỉ có 25.000. Như vậy nếu như mà chúng ta sử dụng multi sim trong một khoảng thời gian dài thì hoàn toàn Viettel là cái nhà cung cấp mà cho chúng ta được nhìn lợi nhiều hơn, bởi vì là một tháng cước phí dịch vụ của nó là 75.000 lận, còn Viettel chỉ có 25.000 thôi. Viettel thì nó chỉ mắc cái là sim phụ nó là 150.000 trên một sim cơ, nhưng mà ngay tại lúc đó thôi, chứ sau thì cái cước phí dịch vụ hàng tháng của nó chỉ có 25.000 thôi. Đối với cái multi sim của nhà Mobi, đối với những cái sim phụ, nếu như bạn sử dụng sim phụ là eSIM thì các bạn hoàn toàn không phải trả cái mức phí là 25.000 trên một sim nữa. Hiện tại theo mình biết thì cái việc mà nếu như mà chúng ta không sử dụng multi sim nữa và chúng ta muốn hủy nó thì cần phải ra cửa hàng để nhân viên trực tiếp hủy, chứ chúng ta chưa có một cái hình thức hủy online nào. Khi mà đi đăng ký hay là đi hủy á, chúng ta đều phải mang theo chứng minh nhân dân.